Chính phủ đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ở giai đoạn 1, 5 tỉnh thành phố được chọn thí điểm đón khách, gồm Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam và Quảng Ninh. Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021, Việt Nam sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022, mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày. Trước mắt kết nối với Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh và có thể bổ sung thêm một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế. Giai đoạn 3 sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.